Điện tử Tám Hoa xin kính chào toàn thể các bác và anh em quay trở lại video tiếp theo ngày 8 tháng 1 năm 2021. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên em vừa về được mấy con lọc bãi này. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 con lọc bãi. Chính chiếc lọc này là của hãng DBX, thương hiệu Mỹ. Và mã của sản phẩm này, đây là mã của nó này. Mã là 1231 Equalizer. Những chiếc lọc này thì rất là chất, hàng bãi xịn anh em nhé. Và mang thương hiệu Mỹ nhưng do Trung Quốc sản xuất. Những chiếc lọc này thì báo cáo với các bác và toàn thể anh em, bên em nhập từ Trung Quốc và những chiếc lọc này cũng do Trung Quốc sản xuất luôn, thương hiệu của Mỹ thôi. Và đây là cái nội thất bên trong. Đấy. Chiếc lọc này họ thiết kế 16 con IC này. 16 con IC. Đấy, thì những với cái mẫu, với cái mã lọc 1231 này thì nó có mấy mẫu ấy. Có mấy mẫu. Cái này sử dụng một nguồn. Một nguồn và hai nguồn bên em nhập thì báo cáo các bác và anh em là giá thành nó như nhau thôi. Đấy, con này con hai nguồn này. Đấy. Giá thành như nhau. Đấy. Ok, bên em báo giá luôn để các bác và anh em lắm được cái giá của chiếc lọc bãi DBX 1231. Đấy. Đây là mặt sau của nó này. Thiết kế 4 cổng jack ca lông, hai vào hai ra, và 4 cổng jack 6 ly, hai vào hai ra. Đấy. Còn hai nguồn này đằng sau, mặt sau nó cũng như vậy thôi, không có khác gì cả. Và thì hôm nay ngày 8 tháng 1 là bên em về được 8 con, không có nhiều. Đấy. Và những chiếc lọc DBX 1231 hàng bãi bên em chào bán với giá là 1.900.000. Và 1.900.000 là bao ship các bác nhá. 1.900.000 là bao ship cho các bác và anh em. Và bác gần bù bác xa, 1.900.000, bác nào đến tại cửa hàng 1.800.000 có thể giảm hơn nữa. Rất ok. Đó. Hai nguồn này, một nguồn này. Chất âm bên em test thẩm âm thì đều như nhau thôi, không có gì là khác nhau đâu các bác. Đó. Hình thức mặt trước mặt sau đó thì đều như nhau. Kết cấu trong ruột thì có khác một chút, nhưng chất âm thì đều như nhau. Đó. Giá 1.900.000 anh em nhé, giá 1.900.000. Các bác anh em sở hữu ngay được một chiếc lọc bãi DBX 1231, hàng bãi xịn. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác và anh em liên hệ cho bên Điện tử Tám Hoa theo hai số điện thoại là 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ bên em tại Thị Tứ, Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy. Có 8 con rồi, không có nhiều các bác. Thank you.
Đêm yêu thương đi.